Chào các bạn, sau đây mình sẽ demo cho các bạn về cái chương trình quản lý sinh viên mình có làm thành một cái sản phẩm phát triển theo cái ý tưởng riêng của mình. Thì đầu tiên mình cũng vẫn follow theo cái series 7 clip mà Khôi đã up trên YouTube và hướng dẫn từng bước để các bạn làm cái JavaScript case study này. Thì sau khi đã follow theo xong cũng khá lâu rồi, bây giờ mình mới phát triển nó qua các version. Thì mình dừng lại version 2.5 này. Thì cái mục tiêu của mình khi mà phát triển cái sản phẩm này là cố gắng chạy ở trên các cái trình duyệt phổ biến và chạy được trên mobile và tablet. Nên là để mà có được cái sản phẩm với version 2.5 này, mình cũng phải dành nhiều thời gian để test và ở trên các cái browser khác nhau và trên cả mobile nữa. Thì tuy nhiên thì mình cũng đã đạt được rất là nhiều thứ. Thì đây là các cái kỹ thuật mà mình chủ yếu mình có sử dụng trong khi mà phát triển cái sản phẩm này. Thì trong đấy có kỹ thuật về tạo cái lớp overlay, cả callback function, cũng dùng khá nhiều đến regular expression. Thì ngoài ra thì mình có nốt một số các cái điểm mà xử lý trong cái code mẫu mà Khôi có hướng dẫn. Thì như đã Khôi đã giải thích thì Khôi làm mức độ rất là cơ bản và dễ hiểu để cho mọi người cùng follow được theo. Thì tuy nhiên là sau khi mà các bạn đã làm theo và hiểu được cái code xử lý rồi thì mình nghĩ các bạn nên bổ sung và chỉnh sửa phát triển thêm để cho cái sản phẩm của mình nó được có thể là tối ưu hơn. Thì cái việc mà ví dụ như cái việc mà tối ưu hóa code, làm cho cái code nó càng ngắn càng tốt, và mỗi function nhỉ, thì xử lý một nhiệm vụ chức năng cụ thể thôi, và mỗi function có thể là chỉ khoảng độ từ vài dòng đến 20-30 dòng code thôi, thì nó giúp cho tăng cái tư duy lập trình cho các bạn rất là nhiều. Thì đây là cái đường link mà mình có gửi cho các bạn, thì mình sẽ chạy cái đường link này. Thì đầu tiên khi mà vào ấy, nó sẽ có một đoạn giới thiệu introduction như này. Mình đây là mình cũng tạo dùng kỹ thuật overlay và tạo hiệu ứng chuyển động như nó. Thì cái đoạn introduction này chỉ chạy một lần duy nhất thôi, những lần sau refresh lại thì sẽ không còn nữa. Tuy nhiên thì các bạn ở cái bảng điều khiển trung tâm thì các bạn có thể kích vào đây để bật nó lại. Thì những lần refresh sau thì nó sẽ chạy một đoạn đấy. Thì đầu tiên khi mà hiển thị ra thì rõ ràng là chúng ta sẽ không tìm thấy dữ liệu. Và đây ví dụ như là có một cái chức năng là tìm kiếm này, thì nó sẽ có thông báo là chưa khả dụng, chưa có sinh viên. Tải xuống cũng vậy, là tải file. Đó. Ở đây mình làm rất là chi tiết và kỹ, ngay cả đến những cái logo của Suntech hoặc là một cái logo của sản phẩm chương trình mình sẽ để trên cái tab này. Cái vùng form sinh viên này lúc submit lên thì mình có hỗ trợ người dùng ấn enter để submit. Bên nó sẽ tương tự với ở cái việc là ấn vào nút thêm mới. Đây, ví dụ mình click enter thì nó sẽ validate form. Ngoài ra có thêm nút reset này cũng rất là tiện cho end user khi mà sử dụng cái việc nhập liệu cho form này. Thì cái bảng điều khiển trung tâm này thì mình tạo ra thì nó có rất nhiều các tác dụng, nó chỉ các chức năng nó sẽ xoay quanh ở trong này. Thì cái hộp thoại khi mà ở cái phần header footer của nó thì có cái biểu tượng cursor như này thì nó thể di chuyển, mình sẽ di chuyển ở đây cho dễ nhìn. Thì đầu tiên ấy thì do không có dữ liệu mà các bạn có thể không cần nhập tay, mình sẽ tạo cho các bạn một cái chức năng là import dữ liệu mẫu sẵn vào. Ở trên mobile thì các bạn có thể import 3 đến 5 bản ghi, nhưng mà trên desktop mình sẽ import khoảng 15 bản ghi cho nó dễ nhìn. Thì đây là tạo ra một cái pop-up, nó là cái hộp thoại xác nhận. Cái này sẽ tương tự như ở Windows.confirm. Đây ví dụ như là ở phiên bản 2.1 thì mình có trước các cái thao tác thêm sửa xóa thì mình đều phải có gọi vào Windows.confirm. Thì đây là Windows.confirm sẵn có cài đặt sẵn các trình duyệt, mà mỗi trình duyệt nó sẽ có một cái hiển thị khác nhau. Thì cái việc tạo win confirmation box này là cần thiết cho các cái thao tác liên quan đến việc can thiệp và thay đổi dữ liệu. Thì, ấy, thì ở đây mình sẽ bấm vào nút đồng ý để cài đặt 15 sinh viên. Đấy các bạn, cái này cũng hoàn toàn sử dụng bằng CSS thuần để chạy những cái phần loading này. Có notification bắn về đấy.
Notification bắn về thì thường sẽ để ở phía góc dưới bên phải màn hình. Như vậy 15 sinh viên nó đã được danh sách 15 sinh viên đã được tạo ra. Và bây giờ mình sẽ tiến hành thêm sửa xóa. Thì thay vì phải input dữ liệu bằng tay như là code clip mà Khôi hướng dẫn, mình có tạo ra một chức năng copy này. Đó. Thực ra chức năng copy này ở ngoài thực tế cũng dùng cũng khá hữu dụng đấy. Mình đã gặp mà nhiều các cái mô đun chức năng dùng đến cái kiểu này rồi. Nó rất là đơn giản thôi nhưng mà nó rất là cần thiết. Ví dụ như các cái bảng quản lý về dữ liệu cấu hình. Có những cấu hình mình muốn clone lại mà chỉ có thay đổi một chút về cái tham số cài đặt thôi ấy. Thì mình nên dùng chức năng này thay vì đi gõ lại từng cái field, data field cho nó để input vào. Đây ví dụ giả dụ mình tạo một cái sinh thêm một sinh viên là Vũ Hoàng Yến. Đó. Thì hộp thoại xác nhận lại được hiển thị lên. Các bạn có thể ấn Escape để bỏ hủy bỏ hoặc là ấn vào nút nhân này hoặc là nút hủy bỏ. Đây, ví dụ mình ấn Escape để hủy bỏ. Đây mình ấn Enter để Submit lại. Khi mà bật cái này lên thì cũng giống như Windows chúng Confirm ấy, thì mặc định nó sẽ focus ngay vào cái nút đồng ý này, mình có thể ấn Enter phát là được luôn. Notification đã bắn về này, khi mà thêm mới bạn muốn không muốn bắn notify đây thì bạn tắt cái này đi. Tất cả những cái này mình đều làm bằng CSS thuần, cả cái select box này, thế select box sẵn có default mặc định của trình duyệt thì nó khá là xấu. Đấy, đây mình có tạo hiệu ứng box shadow cho nó rồi. Mình vừa tạo thêm một sinh viên Vũ Hoàng Yến rồi, bây giờ mình dụ mình xóa sinh viên Đặng Minh Phương ở đây đi. Đó, cũng lại xóa. Notification cũng bắn về. Bây giờ mình chuyển sang thêm mới thì mình chuyển sang cập nhật. Ví dụ mình click vào Đào Thị Thu Nga thì ở đây chương trình có hỗ trợ là phím lên xuống trong bàn phím này. Đấy, mình đang bấm phím xuống này, lên này thì nó sẽ focus vào từng sinh viên để có thể update cập nhật. Ngoài ra ví dụ như mình đến Đỗ An Bình này, mình bấm nút delete trên bàn phím thì nó sẽ bật ra hộp thoại xóa. Đấy, nhưng mình bấm hủy bỏ. Thế là mình muốn sửa cái sinh viên Đỗ An Bình này, ví dụ như là thành nữ 999, ấn Enter đồng ý, nó tạo hiệu ứng và notification bắn về. Lúc này số điện thoại đã thành đôi 999 và là nữ rồi. Chức năng update này mình thiết kế nó cũng nó phối hợp với cả chức năng tìm kiếm này, nó tạo ra một cái những cái cây cũng khá là hay. Ví dụ như là mình gõ chữ Bình và tìm kiếm những người tên là Bình thì bạn gõ như này đó, Bình thì là nữ đúng không, thì mình để cho demo nó hiển thị hơn thì mình sẽ lọc chức năng là nữ tìm kiếm. Rồi bây giờ mình sẽ update cái Đỗ An Bình này thành nam. Thì rõ ràng khi mà cập nhật hàng ngày thành nam ấy, thì nó sẽ dẫn đến một cái là cái sinh viên Đỗ An Bình này nó sẽ không nằm ở trong cái danh sách nữa vì hiện giờ đang toàn là nữ. Thế nên chương trình của mình sẽ xử lý như sau. Đó, nó sẽ hiển thị lại tất cả các danh sách và lúc này nó vẫn chọn đến đúng cái vị trí của Đỗ An Bình này, lúc này là nam. Đấy, giả dụ như mình chuyển hàng ngày thành nam này, mình trước khi mình cập nhật là nam, mình biết nó là nam à, mình cập nhật nó lại thành nữ và mình biết là nó lại hiển thị trong danh sách các sinh viên nữ, mình sẽ ấn vào đây. Thằng này đang ở vị trí số 4 trên 15 sinh viên nhé. Đó, bây giờ nó thành vị trí số 3 trên 8 sinh viên nữ và nó vẫn tìm được đúng cái vị trí của cái sinh viên Đỗ An Bình này. Đó, để bôi đậm cho người dùng thấy thì cái chức năng này trên phiên bản mobile nó rất là giá trị. Mình đã thiết kế một cái thuật toán cho phép tìm đúng vị trí của cái sinh viên đấy trước và sau khi update trên phiên bản mobile. Đây trên phiên bản mobile thì mình sẽ demo cái chức năng này tiếp này. Ví dụ mình muốn sửa cái sinh viên Phạm Thị Bích Ngọc ở vị trí số 5 trên tổng số 15 sinh viên, mình bấm click vào nút sửa, chương trình sẽ tự động auto scroll lên đầu. Đó. Bật cái hộp thoại lên,
Đó. Bây giờ mình đổi nó thành nam nhỉ, thế và cập nhật đó, chương trình đã đưa về đúng vị trí của sinh viên Phạm Thị Bích Ngọc trước khi update, rất là tiện. À ngoài ra mình có cái nút scroll to top ở dưới này nhé. Đấy. Cái nút này sẽ khi mà các bạn cuộn chuột lên thì có thể nó sẽ mất, nhưng mà cuộn chuột xuống thì nó sẽ hiển thị dần ra. Bây giờ mình lại sửa cái bạn Ngọc này thành nữ. Nhưng mà mình lọc bạn này, mình biết là bạn ấy sẽ ở, khi mà update xong thì bạn sẽ vào danh sách sinh viên nữ. Đó. Bây giờ mình chuyển thành nữ này. Đó, lúc này rõ ràng bạn ấy đã thành nữ rồi và bạn ấy ở danh sách vị trí số thứ tự thứ ba mà trên danh trong danh sách toàn sinh viên nữ thôi chứ không phải là cả nam cả nữ nữa, nó tìm được đến đúng vị trí này luôn. Thì đây là cái thuật toán mà mình đã phát triển rất là hay. Đấy, bây giờ mình sẽ sửa bạn này thành nam là thế, và mình đóng hộp này lại để thay đổi cái vị trí đi. Đó, lúc này nó cũng lại vẫn tìm được đến đúng bạn Ngọc này ở vị trí số 5 trên danh sách 15 sinh viên, à 14 sinh viên cả nam cả nữ. Đấy, rất là hay. Thì đấy là phần update, còn phần thêm mới và xóa thì mình đã demo rồi. Ví dụ như là đây mình xóa luôn Phạm Thị Bích Ngọc. À, cái phần đồng bộ này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn sau. Đây. Xóa, mình xử lý hiệu ứng rất là nuột để nó cảm giác xóa nó không bị giật và có notification bắn về. Thì ví dụ đây có 13 sinh viên thì đây là chức năng tải xuống và tìm kiếm, là hai chức năng độc lập nhưng mà luôn luôn đi kèm với nhau vì nó cùng cái chung cái input dữ liệu đầu vào là cái ô text box và cái phần lọc select box này. Ví dụ như là mình chỉ muốn download các sinh viên nam, danh sách các sinh viên nam, mình chọn sinh viên nam. Đấy, mình download thì ở đây cái tên file mình có code để nó theo cái định dạng là ngày ngày tháng tháng năm 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 và giờ phút giây để nó không bao giờ bị trùng tên file với nhau cả. Đấy, sau khi lưu xong size CSV thì các bạn mở lên, và các bạn sẽ có thể lưu lại dưới dạng Excel. Đây các bạn nhìn này, các cái format về tiếng Việt UTF-8 nó được giữ nguyên chữ tiếng Việt giấu rất là ngon lành. Bây giờ các mình có chia sẻ qua một chút về cái cách mình cấu trúc code project cho chương trình này. Thì ở đây mình code rất là chia nhỏ các cái file, các cái module chức năng tương ứng, nó sẽ là các cái file style CSS và JavaScript xử lý. Ví dụ như là phần auto scroll chuột thì mình sẽ có riêng một file xử lý các cái thuật toán và tính toán các cái tọa độ cho cái phần auto scroll chuột này trong cái file autoscroll.js này. Sau đó mình sẽ chỉ cần gọi ra các cái hàm này trong cái file chính là cái file mainapp.js thôi. Đó. Ngoài ra thì ví dụ phần hộp thoại xác nhận confirmation box thì mình sẽ có riêng một file xử lý JS và một file định nghĩa lên cái style CSS cho nó để hiển thị cái các cái hình ảnh với cả các cái title cho nó. Phần notification bắn về cũng vậy, cũng có một notification JS và một notification style.css để xử lý các cái hiệu ứng. Đấy. Ngoài ra mình có các cái chức năng khác, ví dụ như là synchronize data để đồng bộ hóa dữ liệu khi mà end user vô tình hoặc cố tình bật hai chương trình của mình trên hai tab khác nhau của trình duyệt. Đấy, và phần xử lý exception liên quan đến nhiều đến vấn đề về local storage không được hỗ trợ trên một số các cái trình duyệt và version của trình duyệt. Phần comment within này cũng khá hay, nó sẽ đi kèm phần memap này, là cái phần mà định nghĩa ra cái hàm dùng chung, hàm kiểu hàm thư viện dùng chung phổ biến. Thì ví dụ trong này mình có cài đặt thuật toán tìm kiếm nhị phân binary search cho việc tìm kiếm phân tử trên mạng, và cái hàm này dùng rất là nhiều trong cái chương trình của mình. Đó. Thì sau khi mà định nghĩa ra những cái này xong thì mình sẽ khai báo các script và style tương ứng cho nó trong cái file tổng index.html thôi. Và đấy, ví dụ như là về sau mình có thể tái sử dụng các cái phần định nghĩa như kiểu confirmation window này, alert window và notification này,
các cái tính năng và các cái chức năng này ở các cái project khác bằng cách là mình mang các cái file JS. Và CSS và sang các cái project khác thôi, và sau đó mình sẽ khai báo ở index.html các cái thẻ deep để nó nhận diện và thế là dùng luôn. Thì mình thấy như vậy nó rất là tiện. Ví dụ phần notification ấy, là đầu tiên mình phải phát triển một cái chương trình riêng cho nó. Đây bạn nhìn này, bắn liên tục notification về hoặc nó mình đã code rất là nuột cái phần này. Thì thằng nào xuất hiện trước thì sau đó sẽ đóng trước. Thì sau khi mình phát triển xong cái module này thì mình mới đem tích hợp vào trong cái chương trình chính của mình. Ở đây có phần handle exception khá là hay, nó nâng cái khả năng debug lỗi và xử lý exception. Đây là một phần không thể thiếu trong các cái phần phát triển về một chương trình. Mình có xử lý cho cả những cái phần về exception mà bản thân trong quá trình sử dụng thì end user phát hiện ra, mà developer thì lúc mà phát triển chương trình lúc code lúc đầu thì có thể thậm chí là còn không phát hiện đến cái lỗi đấy. Thì mình lấy ví dụ như là trên iOS version 10 của Safari thì nó không hỗ trợ lưu local static khi mà các bạn chạy ở chế độ private của trình duyệt. Thì đây là một cái dạng xử lý exception. Một dạng khác là trên trình duyệt Microsoft Edge ấy, thì nó không cho chạy trực tiếp cái file index.html này ở trên dạng là file chạy theo kiểu local như này, mà nó vì là nó chạy như thế thì nó sẽ cơ chế của trình duyệt Edge là nó không hỗ trợ cái lưu local storage đấy. Thì cũng đưa ra này, đưa ra cái thông báo cho người dùng như này, đây chính là xử lý exception này đấy. Bấm vào các cái chức năng liên quan đến local storage sẽ đều có cái alert notification bắn về đây đấy, đều có alert hết, là do không sử dụng được phần cài đặt dữ liệu này cũng không được. Thì đấy, thì cùng cái file đấy nhưng mà chạy trên localhost do mình dựng lên thì sẽ chạy được. Đây, chạy được, hoàn toàn chạy được. Đó. Hoặc là chạy trên GitHub thì đương nhiên là chạy qua HTTPS là ok rồi. Đấy, cài đặt thành công rồi. Nhưng mà đấy là trên localhost, cùng là file đấy thôi nhưng mà chạy localhost thì chạy được, mà chạy file local thì không chạy được. Đây là cái cơ chế của Microsoft Edge. Thế còn Opera và Firefox thì nó vẫn hỗ trợ giống như Chrome, nó chạy ở trên cái dạng file local như này. Đó thì đấy là phần xử lý handle exception. Có một cái phần mình cần demo nữa là phần về đồng bộ dữ liệu. Thì cái phần này nó là một cái case test cũng khá là hiểm mà mình nghĩ là không phải nhiều người quan tâm đến mà cũng không để ý đến. Đó là khi mà người dùng vô tình hoặc cố tình bật cái chương trình, cái link URL của bạn trên hai tab khác nhau của cùng một trình duyệt. Thì trong quá trình mình test sản phẩm mình đã gặp phải trường hợp này rồi. Đây thì mình giả dụ đây là mình có 20 sinh viên. Thì bây giờ mình xóa một sinh viên đi thì lúc này mình còn 19. Thế nhưng mà vô tình hoặc là cũng vô tình thì mình sử dụng mình lại bật sang cái tab này, sau có thể là mình chạy đi đâu đó xong mình quay lại, mình lại vô tình lại vào lại cái tab này mà mình không biết là mình rõ ràng trên cái tab này bây giờ đang là 20 sinh viên, mình không biết là mình đã xóa từ trước đấy hoặc có ai xóa rồi. Thì lúc này ấy, nếu như mình cập nhật vào cái ông Đặng Nhật Minh này thì rõ ràng là ông Đặng Nhật Minh này nó ngoài đã không còn tồn tại nữa. Thế tuy nhiên khi mà cập nhật này thì chắc chắn nó sẽ báo lỗi, hoặc là mình có thêm mới thì thêm mới trên cái danh sách 20 sinh viên này thì nó thành 21, thì khi mà nó đẩy vào local storage nó cũng sẽ thành 21. Và như vậy cái hành động xóa cái sinh viên Đặng Nhật Minh ở cái tab bên này là hoàn toàn không được ghi nhận, và như vậy là nó tạo ra một cái sự không toàn vẹn và thống nhất về mặt dữ liệu, đặc biệt là vấn đề về data nó đã bị thay đổi một cách can thiệp một cách không đúng. Đây thì bây giờ mình đã xử lý được các cái phần đấy bằng cái ở trong cái code xử lý của cái file synchronize data này. Thế các cái code xử lý đây nó đã xử lý được tất cả các cái trường hợp liên quan đến vấn đề về bật nhiều tab của cùng một URL trên trình duyệt và can thiệp dữ liệu vào.
để nó tạo nên nó ngăn chặn và nó tạo nên cái sự thống nhất và toàn vẹn dữ liệu chung cho tất cả các tác đấy. Cái phần xử lý này rất là mạnh. Thì đây nó có thông báo này là ông Đặng Hiền Minh đã không còn tồn tại, thông báo rất chi tiết. Đấy, thì đầu tiên là phải đồng bộ lại, cái này xử lý bằng CSS thuần nhé. Đó, đã có notification bắn về là đồng bộ xong. Đấy, rất là nuột. Thì bây giờ sẽ không thể cập nhật nữa mà chỉ có thể thêm mới thôi. Cái hay của cái phần đồng bộ này là nó giúp cho end user giữ lại được toàn bộ phần input data ở phần form này. Giả dụ ở đây bạn phải nhập khoảng độ 10 field, 10 trường dữ liệu vào input. Và nếu mà bạn không xử lý cẩn thận mà bạn refresh là toàn bộ những cái này mất hết, thì đây nó giữ lại cho bạn hết những cái thông tin này để bạn có thể không cần phải nhập lại. Để bạn thêm mới vào thôi. Không phải bạn thêm mới thoải mái những cái tab này. Đó, ví dụ như là xóa Đỗ An Bình này, rồi Bùi Nam Phương này chuyển thành Nam này, là cập nhật này. Đó, cập nhật thành công Nam. Thì ví dụ như là sang tab bên này thì ông Bùi Nam Phương này khi mà cập nhật thì nó bảo là dữ liệu về cái ông Bùi Nam Phương này đã thay đổi trước đó, chính là thay đổi bên tab bên này mà chưa được đồng bộ, mình phải đồng bộ lại trước khi cập nhật. Đấy. Chương trình nó phát hiện ra được những cái đấy và có notification vấn đề là đồng bộ xong dữ liệu cho Bùi Nam Phương. Đó. Sau khi đồng bộ là nam rồi thì lúc này mình muốn cập nhật nó thành nữ thì mình cập nhật thôi. Thì đấy là cái xử lý cho cái phần synchronize data này rất là mạnh. Và xin chào các bạn.